trường trung học cơ sở huyện Quỳ Đức. Hôm nay lần đầu tiên em được ở đây, em rất là vui, sung sướng nhiều lắm. Em xin nói như thế thôi. Không hội bạn nào nên là có xin được biết đến cái chương trình này của chị Hiền Anh. Thực ra thì từ lâu thì mình đã nhận thấy là tầm quan trọng của hơi thở trong cuộc sống rất nhiều, nhưng mà điều đấy mình thực hành nó ứng dụng và thì là mình cũng chưa làm được, mà đấy cũng là điều mà mình rất mong mỏi là có thể giúp con của mình cải thiện cái cuộc sống nhờ hơi thở của mình. Nên là buổi ngày hôm nay thực sự cũng rất ý nghĩa với các cái môn múa và thi công, và đặc biệt là hát và luyện tập luyện thanh ấy. Từ trước đến nay là cũng chưa bao giờ là mình được động đến cái về phần kỹ thuật của âm thanh, nó mang màu sắc cũng nhiệm màu như vậy. Mình cũng chúc cho cái cộng đồng Tiền Cang ngày càng phát triển và đem lại nhiều giá trị cho cộng đồng của chúng ta và trên thế giới. Cảm ơn chị. Và nói với chị Lan Anh là chủ tịch hội bạn nhỏ Việt Nam, và em tổ chức những khóa này sẽ lan tỏa cho nhiều bố mẹ và mang các con đến. Mà chính chị bảo là em ơi, chị mang con đến được không? Chị mang đến đi. Tất cả rất là nhiều, tại vì Tiền Cang là dành cho mọi người mà. Và càng những con người số phận vượt lên số phận thì lại càng đón nhận, Tiền Cang càng mong muốn điều đấy. Cho nên rằng là hãy để cho các cô các chú ngày hôm nay được gửi năng lượng hạnh phúc đến con, và hãy đi cùng với Tiền Cang nhiều hơn, truyền động lực, truyền cảm hứng cho nhiều người, đúng không các? Vâng. Tiền Cang làm chủ trong mơ.